Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Lam Trường thắng kiện anh trai sau 3 năm tranh chấp mảnh đất 4.000m2. Sau 3 năm kiện tụng, Lam Trường thắng kiện anh trai theo phán quyết của tòa án ngày 25 tháng 5. Được biết, từ năm 2000, bố mẹ Lam Trường là ông bầu Tiêu Diệu, Nguyễn Thị Tần, cùng ba anh em nam ca sĩ Tiêu Lộc, Tiêu Sinh và Tiêu Lam Trường. Chính là ca sĩ Lam Trường đã góp tiền mua chung mảnh đất gần 4.000m2 tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, cả gia đình thống nhất để bà Tần làm đại diện đứng tên giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình. Đến tháng 5 năm 2015, vợ chồng bà Tân đã ủy quyền cho con trai Tiêu Lộc được quản lý, sử dụng và định đoạt phần quyền sử dụng đất của bố mẹ nằm trong khu đất chung. Sau đó 2 năm, Ủy ban Nhân dân quận 9 đã có cập nhật thay đổi người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất. Bắt đầu là hộ gia đình bà Tân, nay đã sang tên cá nhân ông Diệu và bà Tân. Đến khoảng tháng 4, 2017, ông Tiêu Lộc đã sử dụng hợp đồng ủy quyền trên để chuyển nhượng hết số diện tích đất của gia đình cho bà Trang với giá hơn 27 tỷ đồng. Hành động này của ông Lộc không được Lam Trường và người thân đồng tình. Bức xúc trước hành động của anh Trường, Lam Trường và người thân quyết định khởi kiện, yêu cầu tòa tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa cha mẹ. Nhưng ông Lộc đại diện cho bà T, phía bà T cũng yêu cầu độc lập từ quyền lợi, nghĩa vụ của người liên quan. Và Tòa án Nhân dân quận 9 đã bác yêu cầu khởi kiện phía gia đình Lam Trường. Năm 2019, hội đồng xét xử từng tuyên bố việc ký kết hợp đồng của ông Lộc và bà T là hoàn toàn hợp pháp. Không đồng thuận với phán quyết, phía gia đình Lam Trường đã kháng cáo. Đến chiều ngày 25 tháng 5 vừa qua, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng bà Tân và bà T là không đúng bởi không thỏa mãn vấn đề chủ thể giao dịch hay hợp đồng vốn đã bị vô hiệu từ thời điểm giao kết. Gia đình Lam Trường chính thức thắng kiện anh trai từ thời điểm này. Trước đó, theo hồ sơ vụ kiện, khu đất 3.900m2 được ông Tiêu Lộc chuyển nhượng cho bà Trang với giá hơn 27 tỷ đồng. Theo khảo sát trên một số website rao bán đất động sản, giá trị thị trường của khu đất tranh chấp nói trên khu vực phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh cao hơn rất nhiều so với con số 27 tỷ đồng. Mức giá sẽ cao hơn nếu diện tích bán càng nhỏ. Ví dụ, nếu bán khoảng 500m2, mức giá sẽ trong khoảng 28 đến 32 triệu đồng trên mét vuông. Còn nếu bán lẻ chỉ 100m2, mức giá có thể lên tới 40 triệu đồng trên 1m2. Như vậy, nếu tham khảo mức giá 28 triệu đồng trên mét vuông thì khu đất diện tích 3.900m2 của gia đình ca sĩ Lam Trường có giá trị không dưới 110 tỷ đồng. Tất nhiên, đây chỉ là con số tham khảo, bởi số tiền thực tế đem bán nếu còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khác nhau như khả năng thương lượng giữa hai bên, cơ sở hạ tầng tại thời điểm giao dịch, giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch, vân vân. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.